Hello hello. Xin chào các bạn, đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là chiều ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ hai rồi thì trước hết á, tôi hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và cuối tuần này đã cũng rất là im lặng các bạn. Chúng ta đã trải qua hai cái cuối tuần cực kỳ sôi động hai tuần qua. Các bạn đã nhớ là hai tuần trước đó là chúng ta bắt đầu nghe cái sự kiện liên quan tới ngân hàng SVB bị sụp đổ. Rồi trong tuần chúng ta nghe nói rất nhiều về những ngân hàng ở Hoa Kỳ như là First Republic. Rồi sau đó đó cuối tuần vừa rồi chúng ta lại nghe cái thông tin liên quan tới Credit Suisse, rồi sau đó chúng ta lại nghe cái thông tin liên quan tới Deutsche Bank. thì cuối tuần này đã rất im lặng các bạn. Chúng ta không có nhiều thông tin, nhưng mà mà nào mà theo dõi thông tin cũng đã biết rồi và Thường cũng không có chia sẻ video cuối tuần này thường dành thời gian để mà nghỉ ngơi. nhưng mà chúng ta bây giờ lại bắt đầu tiến tới một tuần mới trong video này đó thủ muốn dành thời gian thứ nhất là chia sẻ những cái sự kiện lớn các bạn cần phải quan tâm trong tuần này chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái thông tin nổi bật đã được uh, chia sẻ trong vòng hai ngày qua cũng giống như là một số những cái uh, tin tức mà thủ nghĩ là các bạn cũng cần phải quan tâm đến và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu Trước hết thì tới thời điểm này đó, chứng khoán Hoa Kỳ hợp đồng tương lai đã mở cửa rồi các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là cả ba hợp đồng bây giờ Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đôi thì xanh nhẹ một chút. Thì có khả năng là chúng ta thấy là ngày mai đó chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa là một màu xanh. Nhưng bây giờ cũng còn quá sớm để mà nói. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là một thị trường rất là tốt trong cuối tuần này đó chính là thị trường crypto. Chúng ta có thể nhìn thấy được là phần lớn đó là một màu xanh và chúng ta tiếp tục thấy được là BTC giữ được hơn cái mức là 28.000 đô một lần nữa Giá của BTC lại trở về mức 28.000 đô Hiện bây giờ là 28.083 các bạn Và chúng ta có nhìn thấy được lại Ethereum thì cũng có sự tăng trưởng một chút à, Từ hôm qua tới bây giờ tăng 1.8% Chúng ta thì được là BNB cũng có sự tăng trưởng tương tự như vậy Và cả thì crypto đó thì vốn hóa vẫn giữ được là khoảng 1.2 nghìn tỷ Còn cái phần trăm của BTC là 44.4% của tổng số vốn hóa thị trường hiện bây giờ Vẫn đang nhiên về BTC Và có một số bạn hỏi thường là tại sao mà gần đây đó chúng ta thấy được là BTC tăng trưởng nhưng mà altcoin lại không có nhiều cái sự sôi động nếu như mà chúng ta nhìn vào lịch sử thì mỗi lần mà có một sự tăng trưởng đó, BTC dẫn đầu cũng là điều thường thấy các bạn thường chúng ta sẽ thấy được là BTC sẽ là nơi mà nhiều tiền đổ vào trước rồi khi mà BTC ổn định miễn là chúng ta không có những cái thông tin xấu, chúng ta mới bắt đầu thấy được là altcoin mới có cái sự tăng trưởng để mà đuổi theo BTC. Đây cũng là một cái chu kỳ chúng ta thường hay thấy. Nhưng mình thường nghĩ là cái điều quan trọng hơn là chúng ta vẫn phải tiếp tục quan sát coi là tình hình chung của thị trường sẽ ra sao, chúng ta có những thông tin gì nổi bật cần phải quan tâm đến trong cái tuần tới này và các bạn thấy được là có rất nhiều à, những cái à, thông tin sự kiện sẽ xảy ra trong một cái tuần tới này và thường đã tóm tắt lại trong một cái à, bài viết trên mạng xã hội để mà chia sẻ với các bạn thì à, chúng ta có một số sự kiện như sau ở à, đây là cái ngày tính theo ngày hoa kỳ các bạn thì à, ngày mai ở hoa kỳ ngày thứ hai đó chúng ta sẽ có thống đốc fed jefferson sẽ phát biểu nhưng mà ngày thứ ba và thứ tư đó thì rất là sôi động các bạn tại vì thứ ba chúng ta có phó chủ tịch giám sát michael barr dự buổi điều trần tại thượng viện về sự sụp đổ của các ngân hàng và ngày thứ tư đó cũng Michael của sẽ đi dự cái buổi điều trần tại hạ viện có nghĩa là gì có nghĩa là các bạn đã nhớ là sau khi mà có cái sự sụp đổ của ngân hàng sau đó đó thì quốc hội đã nhanh chóng kêu gọi một cái buổi điều trần và buổi điều trần sẽ xảy ra trong tuần này các bạn và cái người đến đại diện cho Fed chính là Michael Barr chứ không phải là chủ tịch John Powell thì Michael Barr là một cái người mà ngoại trừ là giữ cái chức vụ là thống đốc của Fed ra thì cũng giữ chức vụ là phó chủ tịch giám sát những ngân hàng thì tại sao mà lại xảy ra cái chuyện liên quan tới scB và những ngân hàng tương tự tại vì các bạn đã nhớ là chủ tịch Fed John Powell nói là cái sự kiện xảy ra liên quan tới những ngân hàng địa phương là một điều bất ngờ đối với lại Fed nhưng mà thật ra có phải bất ngờ hay không trong khi mà chúng ta có những người như là Michael Barr đó thì trách nhiệm của những người này là giám sát những ngân hàng biết được những ngân hàng bây giờ đang lưu trữ tiền bạc ra sao và nếu như Fed tăng lãi suất có thể như thế nào và cũng là những người có trách nhiệm phải lên tiếng về sự ảnh hưởng khi mà Fed tăng lãi suất đến những ngân hàng ra sao nhưng mà điều đó đã không xảy ra hay là đã xảy ra nhưng mà Fed không quan tâm đến Cái đó chúng ta không biết rõ Chúng ta chỉ biết là bây giờ đó Michael Barr sẽ là người mà phải đi giải thích ở quốc hội Và các bạn hãy nhớ là cách đây khoảng chừng 2 tuần đó khi mà Chủ tịch Fed John Powell đến quốc hội Thì những câu hỏi đã hóc búa cỡ nào rồi Có rất là nhiều những cái à, cuộc nói chuyện qua lại rất là nóng bỏng thì không biết là đợt này sẽ ra sao các bạn Thường nghĩ là những người ở quốc hội họ sẽ không có thiện cảm nhiều với lại Michael Barr đâu và nếu các bạn nhớ cách đây hai tuần nữa thì đã có một câu hỏi trực tiếp cho chủ tịch fed là ông có nghĩ là hệ thống ngân hàng có rủi ro gì hay không thì lúc đó là chủ tịch fed nói là hoàn toàn không có nghĩ là có vấn đề gì liên quan đến hệ thống ngân hàng khi mà tăng lãi suất rồi sau đó một tuần là chúng ta đã có cái vấn đề bắt đầu từ uh, ngân hàng SVB rồi tới Signature các bạn cũng đã biết rồi. Rồi tới thứ năm trong tuần này chúng ta lại có thêm uh, một chủ tịch Fed nữa đó chính là chủ tịch Fed ở chi nhánh Boston sẽ phát biểu. Và ngày thứ sáu đó chúng ta sẽ có một thông tin rất là quan trọng liên quan tới lạm phát đó chính là chỉ số PCE. Thì cái chỉ số PCE này là cái chỉ số mà đo lường phần trăm lạm phát tương tự như là CPI như bạn cũng đã biết. Hai chỉ số này đó là cũng đo lường cũng là lạm phát luôn nhưng mà đo lường hai cái khác nhau và Fed quan tâm đến PC nhiều hơn. Chúng ta đã thấy được là CPI đã giảm như mong muốn rồi. Chúng ta nghĩ là CPI tuần này ra khả năng cũng sẽ giảm như mong muốn mà thôi. Để xem coi thứ sáu này thông tin như thế nào và các quan chức của fed cũng sẽ lần lượt phát biểu trong thứ sáu này các bạn chúng ta có thống đốc waller chủ tịch new york william và thống đốc cook tất cả ba người này sẽ phát biểu vào ngày thứ sáu và đây là những cái sự kiện nổi bật trong tuần này mà các bạn cần phải quan tâm đến nói chung đó, thì sự kiện lớn nhất đương nhiên à, sẽ liên quan đến à, cái à, cuộc họp ở quốc hội và liên quan đến pc ngày thứ sáu này có thể là nhiều bạn nói là chúng ta cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra khiến cho ngân hàng sụp đổ rồi tại vì họ giữ quá nhiều công trái phiếu gọi là sức tăng lên người ta tới rút tiền họ không đủ tiền mặt thì cần gì phải điều tra cần gì phải có những cái buổi điều trần như vậy nữa nhưng mà các bạn nên hiểu là fed thì sẽ không có chịu nhận bất cứ trách nhiệm nào đâu và tôi nghĩ là ít nhiều gì đó chúng ta cũng sẽ nghe nói tới cái từ crypto trong cái uh, buổi họp uh, này ở Hạ Viện và Thượng Viện. Tại vì sao vậy? Tại vì uh, trong cái số lượng ngân hàng mà bị sụp đổ đó chúng ta có ít nhất là hai ngân hàng. Thứ nhất đó chính là ngân hàng Signature, thứ hai đó chính là ngân hàng Silvergate. Đây là hai cái ngân hàng à, mà gặp à, vấn đề và cuối cùng đã đóng cửa. Ngân hàng Silvergate thì là tình nguyện đóng cửa nhưng mà ngân hàng Signature đó thì à, đã được tiếp quản bởi FDIC và hai ngân hàng này là hai ngân hàng chuyên cung cấp dịch vụ cho ngành crypto thì à, chúng ta cũng có thể thấy là Michael Ba sẽ đổ lỗi cho crypto ít nhiều gì thường nghĩ điều đó cũng xảy ra cho nên chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị tâm lý nhưng mà sự thật đó thường nghĩ là nhiều người cũng đã biết rồi chúng ta bắt đầu chuyển qua tới ngân hàng SVB ngân hàng mà gặp rắc rối lớn nhất ở Hoa Kỳ đó thì SVB là ngân hàng tuy họ cũng có một số những khách hàng liên quan đến crypto nhưng mà thực tế đó khách hàng của họ là ngành công nghệ nói chung cho nên không phải là chỉ riêng crypto đâu cho nên cái đó không biết là Michael Bar sẽ giải thích như thế nào tại sao chúng ta lại thấy cái sự sụp đổ của ngân hàng như vậy và đương nhiên những ngân hàng khác đó giống như là First Republic thì không liên quan đến crypto nữa các bạn cho nên tôi nghĩ ít nhiều gì đó sự đổ lỗi về crypto có thể được cũng sẽ có nhưng mà thường nghĩ nó cũng không đi đến đâu đâu tại vì ai cũng hiểu nguyên nhân thực sự là gì khi nào mà có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn và nói tới ngân hàng đó thì chúng ta đã nhận được một cái thông báo cái thông báo này vừa được update ngày hôm nay các bạn để thường chia sẻ những cái thông tin mới nhất thì tính tới ngày 15 tháng 3 mà thôi. Tuần vừa rồi chúng ta không rõ là có bao nhiêu tiền rút ra khỏi hệ thống ngân hàng nhưng mà chỉ tính tới ngày 15 tháng 3 đó thì các bạn có biết là có tổng cộng là gần như là 100 tỷ đô la đã bị rút khỏi ngân hàng. Con số này đó có thể nhiều bạn cảm thấy là 100 tỷ thì nghe rất nhiều nhưng mà nếu nói tới cái số tiền trong ngân hàng đó thì có thể là không nhiều nhưng mà thật ra cái con số này rất là nhiều các bạn. Các bạn có biết là hệ thống ngân hàng ở Hoa Kỳ đó bây giờ ước tính là còn khoảng 17.5 nghìn tỷ đô la đã được gửi vào trong ngân hàng và các bạn đã biết là tùy theo ngân hàng nhưng mà có thể hiểu đơn giản là mỗi ngân hàng sẽ giữ khoảng chừng 10% tiền mặt mà thôi. Có nghĩa là cái số lượng tiền được rút ra trong vòng khoảng chừng là 2-3 tuần qua đó đã đại diện cho 0.6% của tổng số tiền gửi rồi mà tổng cái số lượng tiền mặt có trong ngân hàng nên chỉ có khoảng chừng là 10% mà thôi. Cho nên các bạn có thể thấy được là khi mà nhìn những con số này trong thời gian ngắn mà bị rút ra như vậy đó thì đương nhiên FDIC, Bộ Tài chính và Fed đó cực kỳ lo sợ các bạn. Và điều quan trọng hơn nữa là dữ liệu cho thấy phần lớn số tiền rút từ các ngân hàng nhỏ, các ngân hàng lớn đó thì tiền gửi tăng 67 tỷ đô la, trong khi mà các ngân hàng nhỏ hơn chứng kiến dòng tiền bị rút ra là 120 tỷ đô la có nghĩa là những ngân hàng nhỏ đó cái số lượng người tới rút nhiều hơn cho nên chúng ta mới dẫn đến những cái sự kiện như là SVB à, dẫn đến sự kiện như là First Republic các bạn tuy những ngân hàng lớn đó thì bây giờ vẫn chưa có vấn đề gì và thật sự một số người khi mà họ rút tiền ra ngân hàng nhỏ thì họ đi đâu các bạn họ chỉ có thể đi tới ngân hàng lớn mà thôi và đương nhiên không phải là tất cả tiền sẽ đi vào những ngân hàng lớn à, mà một số tiền đó thì cũng đi vào đầu tư các bạn chứng khoán có thể là một phần cũng đi vào Bitcoin có thể là một phần đi vào những cái quỹ tiền mặt như là money market chờ đợi sẵn để họ có thể đi thu mua chứng khoán hay gì đó chứ đương nhiên không phải là tất cả tiền lấy ra đều sẽ đem đưa hết cho ngân hàng lớn nhưng mà các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng đến ngân hàng nhỏ rất là lớn vì lý do đó chúng ta mới thấy được là có nhiều cuộc họp khẩn cấp và có nhiều cái số lượng tiền đã được bơm vào để mà hỗ trợ những cái ngân hàng trung và những hàng nhỏ hiện bây giờ ở hoa kỳ và điều quan trọng hơn nữa đó là chúng ta thật sự À, nên hiểu những gì đang xảy ra có cái sự ảnh hưởng lâu dài đối với ngành ngân hàng ở hoa kỳ nói riêng và có thể là cả thế giới luôn các bạn khi mà chúng ta thấy được là người dân mất lòng tin với lại những cái ngân hàng địa phương thì người dân sẽ rút tiền đem tới những ngân hàng lớn sẽ dẫn đến là những ngân hàng lớn ngày lại càng mạnh hơn và chúng ta không muốn những ngân hàng lớn ngày lại càng mạnh hơn tại vì bây giờ họ đã quá mạnh rồi sau sự kiện này họ lại càng mạnh hơn nữa và bây giờ đó họ đã coi như là một trong những cái công ty gọi là chưa biết chưa quá lớn để sụp đổ rồi. Bây giờ chúng ta lại càng làm cho họ mạnh hơn nữa thì các bạn thấy được đó là cái vấn đề rất là lo lắng của nhiều người và thêm điều nữa đó là những ngân hàng lớn như là Wells Fargo, Chase thì các bạn đến ngân hàng để các bạn vay mượn tiền mua xe, mua nhà đó thì các bạn cần phải là một người mà có lý lịch tín dụng rất là tốt thì họ mới cho các bạn vay chứ còn nếu như mà các bạn không có lý lịch tín dụng tốt đó thì khó để có thể dược duyệt và họ sẽ không cho các bạn vay cho nên những ngân hàng địa phương, những ngân hàng mà sẽ có những ưu đại tốt hơn và đương nhiên các bạn cần ngân hàng cho vay thì nền kinh tế mới phát triển được. Cho nên cái vai trò của những ngân hàng địa phương, những ngân hàng nhỏ rất là quan trọng Như mà nào mà ở Hoa Kỳ mà mượn tiền mua nhà hay mua xe đó thì có thể các bạn đã hiểu rồi Nhiều khi những ngân hàng địa phương đó còn cho các bạn vay mượn với phần trăm lãi suất ưu đãi hơn nhiều So với lại ngân hàng lớn nữa cho nên cái vai trò của họ rất là quan trọng Và tình hình bây giờ đó Thì uh, những gì mà thuận nhận được Là những ngân hàng lớn Cái số tiền mà đưa vào ngân hàng của họ Đã chậm lại rồi tuần vừa rồi Thì uh, có nghĩa là Có khả năng là cái số tiền người đi rút đó Đã giảm đi rất nhiều rồi Thì khả năng ngân hàng Hoa Kỳ Có tiếp tục sập nữa hay không Thì tôi nghĩ là khả năng đó Nó cực kỳ thấp luôn các bạn Tại vì chúng ta đã biết là cái sự quan tâm đến từ FDIC và Fed là như thế nào rồi và đương nhiên sẽ không muốn thấy bất kỳ ngân hàng nào chập tình trạng tương tự như là Silicon Valley Bank SVB và Fed hoàn toàn có khả năng làm điều đó tại vì sao đây các bạn? Tại vì Fed có máy in tiền và không chỉ là Fed mà ngân hàng trung ương ở khắp nơi đều có khả năng in tiền thì những nơi nào mà đang băng khoăn À, chưa hiểu là tiền từ đâu mà có Thì để thường chia sẻ một cái video Ngắn này với các bạn à, Thường đã cố gắng để cái phụ đề bên dưới Để các bạn hiểu rõ hơn Nhưng mà đây đó là một cái video liên quan Tới nhiều cuộc phỏng vấn với lại nhiều quan chức của Fed Chúng ta có Chủ tịch John Powell Đương nhiên là Chủ tịch Fed hiện tại Chúng ta có Neil Cascari, Cũng là một Chủ tịch của Fed hiện tại Rồi chúng ta à, có Chủ tịch Ben Bernanke à, Sau sự sụp đổ của ngân hàng à, Năm 2008 Thì để thường Simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we, you know, we as a central bank, we have the ability to create money uh, digitally, and we do that by buying treasury bills or, or bonds or other government-guaranteed securities, and that, that actually increases the money supply. We also print actual currency, and we distribute that through the Federal Reserve banks. To the person who is about to grab their car keys and go to the ATM and take out $3,000, you say what? You don't need to. Your ATM is safe. Your banks are safe. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. We will do whatever we need to do to make sure that there's enough cash in the banking system. Is that tax money? that the fed is spending it's not tax money the banks have um, accounts with the fed much the same way that you have an account in a commercial bank so to lend to a bank we simply use the computer to mark up the uh, size of the account that they have with the fed so it's much more akin uh, although not exactly the same but it's much more akin to printing money than it is to borrowing <laughs> thì các bạn cũng đã hiểu phần nào rồi tại sao mà à, thường luôn chia sẻ với các bạn là chúng ta cần phải nên lưu trữ tài sản đương nhiên tiền mặt thì ai cũng cần nhưng mà cái số lượng tiền mặt cần thiết đó là một phần mà thôi chúng ta không nên lưu trữ đồng đô la dài hạn tại vì Fed sẽ in và in và không chỉ riêng là Fed cho các bạn ngân hàng trung mương khắp nơi cũng sẽ làm như vậy mà thôi tại vì in tiền là giải pháp duy nhất mà những ngân hàng trung mương sẽ làm các bạn chúng ta đã thấy được là khi mà có bong bóng dot com xảy ra thì các bạn đã biết lúc đó Fed làm gì in tiền khi mà chúng ta có khủng hoảng tín dụng năm 2008 xảy ra thì lúc đó phải làm gì các bạn in tiền khi chúng ta có dịch bệnh xảy ra thì các bạn đã biết là những hàng chương khắp nơi làm gì các bạn in tiền giảm lãi suất chỉ có bao nhiêu đó mà thôi và như lần hay chia sẻ với các bạn nếu như một ngày nào đó người ngoài hành tinh tới trái đất thì Fed sẽ làm gì các bạn sẽ in tiền đó là giải pháp duy nhất mà chúng ta biết và điều này đương nhiên sẽ làm cho tiền ngày lại càng có nhiều ở trong nền kinh tế và khi mà in ra rồi đó rất khó để mà thu lại được thường đã từng chia sẻ với các bạn các bạn cân bằng kế toán của Fed đó, để giảm xuống là một điều cực kỳ khó khăn in thì dễ rút lại thì rất là khó cho nên tiền nhà lại càng mất giá các bạn và Tài sản lại ngày càng tăng giá cho nên tài sản mới là điều mà các bạn muốn lưu trữ dài hạn. Và đương nhiên thuận tin tưởng BTC là một trong những loại tài sản mà sẽ tồn tại dài hạn và là một loại tài sản mà sẽ tăng theo thời gian. Chỉ cần là một loại tài sản có giá trị thì tài sản đó sẽ tăng thời gian. Các bạn có thể uh, nhìn vào tất cả tài sản như là những chứng khoán của những công ty tốt uh, sẽ tăng thời gian chúng ta thấy được là vàng tùy theo là thời gian nhưng mà các bạn cũng thấy được là vàng cũng có cái sự tăng trưởng trong vòng mấy năm qua chúng ta có thể nhìn thấy BTC cũng có sự tăng trưởng đột phá từ năm 2020 đến bây giờ chúng ta thấy bất động sản cũng như vậy chỉ cần đó là một cái loại tài sản tốt thì sẽ có người có lòng tin và sẽ có nguồn tiền đổ vào đó và thuận tin tưởng BTC sẽ là một phần à, của cái số tiền phân bổ từ những nhà đầu tư lưu trữ tài sản dài hạn và nói tới đây đó thì thấy là hình như là Fed à, chơi cờ tỷ phú hơi nhiều lúc nhỏ thì các bạn đã biết là trong cờ tỷ phú đó có một cái quy định lỡ như mà ngân hàng hết tiền thì sao thì ở trong cờ tỷ phú nói là một số người chơi nghĩ rằng ngân hàng sẽ phá sản nếu hết tiền ngân hàng không bao giờ phá sản để tiếp tục chơi hãy sử dụng các tờ giấy để theo dõi các giao dịch ngân hàng của từng người chơi cho đến khi ngân hàng có đủ tiền giấy để hoạt động trở lại ngân hàng cũng có thể phát hành tiền mới trên cho tờ giấy thông thường các bạn thì chúng ta khi mà xem cái quy định của cờ tỷ phú rồi chúng ta xem những gì đang xảy ra hiện tại thì các bạn mới thấy được cái sự thú vị ở đó